Ngày 21 tháng 4, đoàn công tác của tỉnh ủy do đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với thành phố Long Khánh về tình hình thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và thành phố nhiệm kỳ 2020-2025. Tham gia đoàn công tác còn có các đồng chí Huỳnh Thanh Bình, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy, Võ Tấn Đức, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng lãnh đạo các sở ban ngành đoàn thể của tỉnh. Báo cáo với đoàn công tác, lãnh đạo thành phố Long Khánh cho biết, từ sau Đại hội đại biểu Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay, Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành các kế hoạch và triển khai đến 100% chi đảng bộ cơ sở trong toàn đảng bộ về học tập, quán triệt, tuyên truyền và tổ chức thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ 11 và nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ 4. Với sự chỉ đạo quyết liệt sát với tình hình thực tế của Ban Thường vụ, các ngành đảng bộ thành phố đã đạt nhiều kết quả nổi bật. Long Khánh là địa phương được ưu đãi nhiều điểm mạnh từ vị trí địa lý đến điều kiện khí hậu tự nhiên cùng với những đặc thù trong phát triển kinh tế xã hội. Những năm qua, Long Khánh đã tạo nên hình ảnh một đô thị thương mại, dịch vụ và du lịch, công nghiệp, nông nghiệp phát triển khá đồng bộ. Thu nhập bình quân đầu người tiếp tục tăng lên. Năm 2021 đạt 142,6 triệu đồng một người, tăng 4,8% so với năm 2019 và gấp 1,7 lần so với năm 2015. Đến nay, thành phố Long Khánh có 4 trên 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, trong đó 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và 2 khu dân cư kiểu mẫu. Địa phương đang tiếp tục xây dựng kế hoạch và lộ trình xây dựng xã Bào Trâm đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2023 và xã Hàng Gòn vào năm 2024. Tiếp tục duy trì và giữ vững các chỉ tiêu xã nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn kiểu mẫu. Diện mạo nông thôn ngày càng được đổi mới toàn diện, các thiết chế về giáo dục, y tế, văn hóa, thông tin được đầu tư góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Các chính sách về an sinh xã hội của thành phố được thực hiện tốt nhằm chăm lo kịp thời cho các đối tượng chính sách, người nghèo, công nhân có hoàn cảnh khó khăn. Công tác y tế và dân số, kế hoạch hóa gia đình được quan tâm, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về chăm sóc sức khỏe người dân trên địa bàn. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định. Công tác phòng chống dịch COVID-19 tại thành phố Long Khánh được kiểm soát, tạo niềm tin, phấn khởi cho người dân. Tại buổi làm việc, các thành viên đoàn công tác đã trao đổi, đưa ra các giải pháp tháo gỡ nhằm hỗ trợ thành phố Long Khánh đạt các chỉ tiêu theo nghị quyết đã đề ra và để phấn đấu đạt đô thị loại 2 đến năm 2025. Kết luận buổi làm việc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh ghi nhận những kết quả đạt được của Long Khánh, trong đó có công tác phòng chống dịch hiệu quả, nỗ lực phục hồi kinh tế sau đại dịch, đặc biệt hệ thống nước sạch đạt gần 100%. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy nhấn mạnh, Long Khánh nằm ở vị trí đắc địa là cửa ngõ của các tuyến giao thông, đường cao tốc, nơi có khí hậu tốt, đất đai màu mỡ. Đặc biệt, Long Khánh vừa mới được công bố đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng và quy hoạch sử dụng đất. Những nét nổi bật đó sẽ là lợi thế vô cùng to lớn cho Long Khánh trong tương lai. Thì mục tiêu của các đồng chí là đang phấn đấu trở thành đô thị loại 2, đúng không? Trước mắt đến năm 2025 là đô thị loại 2. Nhưng mà xa hơn á, là phải các đồng chí phải luôn luôn tâm niệm rằng các đồng chí phải là một đô thị loại 1 xứng tầm. Một thành phố tương lai đáng sống của Đồng Nai, của khu Đông Nam Bộ. Mục tiêu là phải trở thành một thành phố xứng tầm. Các đồng chí bây giờ tự tin mà làm, tự tin mà làm. Lên thành phố các đồng chí sẽ rất đẹp. Bên cạnh đó, Bí thư tỉnh ủy cũng đề nghị Long Khánh sớm khắc phục những mặt còn tồn tại, hạn chế, những chỉ tiêu chưa đạt để đưa thành phố Long Khánh ngày càng phát triển giàu đẹp, văn minh, hiện đại, xứng tầm là vùng đất giàu tiềm năng. Nằm trong các hoạt động của chuyến công tác tại thành phố Long Khánh, trong ngày 21 tháng 4, Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh cùng các thành viên đã đến viếng và trồng cây lưu niệm tại đền thờ liệt sĩ thành phố nhân kỷ niệm 47 năm ngày giải phóng Long Khánh. Tham quan mô hình sản xuất kinh doanh tại công ty cổ phần kết cấu thép ATAT Đồng Nai. Thăm mô hình sản xuất chế biến nông sản của công ty cổ phần công nghệ thực phẩm Lương Gia trong khu công nghiệp Long Khánh. Và tham quan khu truyền thống ngoại khóa của trường Đại học Quốc tế Sài Gòn.